Speak to shine. Hoàng Hiếu và Vivian kính chào quý vị và các bạn đã cùng đến với bản tin 10 phút của Sunny Moon Academy với format song ngữ Anh Việt. Hello, you are tuning in for 10 minute news from Sunny Moon Academy with Vivian and Hoan Hiếu. Chương trình được phát định kỳ vào thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube Sunny Moon Entertainment. Bản tin 10 phút sẽ cập nhật đến các bạn những thông tin nóng vừa xảy ra trong các lĩnh vực đời sống dân sinh, giáo dục hướng nghiệp và giải trí. 10 Minute News is available every Thursday on our YouTube channel, Senemu Entertainment. We get you updated on breaking news regarding social activities, vocational education and entertainment. Bản tin hôm nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 3 tháng 3. Người hùng lan tỏa nghệ cử cao đẹp. Từ ngày 20 tháng 3, giáo viên được tăng lương. Rạp phim Thành phố Hồ Chí Minh mở lại từ đầu tháng 3. Raya bơm tấn hoạt hình Mỹ có 4 người gốc Việt lồng tiếng biên kịch. Our headlines today: you to end social distancing from midnight of March 3rd. Delivery hero saved a 3-year-old's life. From March 20th, teacher salaries to increase. Ho Chi Minh City cinemas to reopen from March. Four Vietnamese born personnel in Raya and the last dragon mở đầu bản tin hôm nay là thông tin dư luận quan tâm những ngày qua. Đó là anh Nguyễn Ngọc Mạnh làm nghề lái taxi tại chợ hàng. Bỗng chốt được cả nước xem như là người hùng vì đã dũng cảm đợi cháu bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 của một chung cư. Khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 2, bé NPH ở tầng 12 của tòa nhà số 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà trèo ra lan can và sau đó thì bé treo mình lơ lửng. Lúc này anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở gần đó đã trèo lên mái che của sảnh. Sau đó thì anh Mạnh đỡ chúng bé H khi bé rơi xuống. Trước nghĩa cử của anh thì thủ tướng đã gửi thư và tặng bằng khen. Nguyen ngoc Manh, a delivery man in hanoi is now seen as a hero for bravely saving the life of a three-year-old toddler in free fall from the 20th floor of the high-rise accordingly around half past 5 p.m on february 28th a toddler on a 12th floor of a Apartment building on 60 B Nguyen the U Street, crawl outside and climb over the balcony. Then the baby hung here for a few seconds. Right at that time, Nguyen Ngoc waiting for his customer nearby, heard a resident screams and climb onto the metallic roof to catch the child. He's praised and honored by the prime minister for his courageous actions. Một tin vui cho người dân Hải Dương đó là việc tỉnh này kết thúc giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 3 tháng 3, chuyển sang trạng thái mới, đồng thời Hải Dương xây dựng kịch bản theo phương châm năm rõ. Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, dựa trên việc tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm từ đợt chống dịch lần này. Và tỉnh cũng đã tiếp tục thần tốc thực hiện các biện pháp giám sát phát hiện nhanh các ca nhiễm COVID-19, tiến hành khoanh vùng, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức điều trị hiệu quả và dập dịch chức điểm. haiyun ended social distancing from midnight on march the 3rd switching to a new state at the same time haiyun is building a motto of the five clears clear work clear people clear progress clear results and clear responsibility based on the review and assessment of lessons learned from this prevention phase the province also continues to speed up the implementation of measures to quickly detect COVID-19 cases, localize, trace, isolate, take samples for testing, organize effective treatment, and stamp out the pandemic. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị lịch đi học trở lại của sinh viên các trường cao đẳng đại học do Bộ Giáo dục đào tạo quản lý sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 và không tập trung vào cùng một thời điểm. Với lịch học của các học sinh sinh viên các trường do Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý sẽ phải có giải pháp quyết liệt trong khai báo y tế, nắm chắc số lượng sinh viên, học sinh trở lại từ vùng có dịch. Educational news The vice chairman of Hanoi People's Committee suggested that the back to school schedule of students from colleges and universities managed by the Ministry of Education and Training will start from March 15. Schools and universities managed by the Department of Labor, War Evidence and Social Affairs will have to put forward drastic solutions in medical declaration, firmly grabs the number of students returning from COVID 19 affected areas. Từ tháng 3 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có nhiều điểm đáng chú ý là giáo viên được tăng lương. Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành bốn thông tư quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non công lập. Và cũng từ ngày 20 tháng 3, giáo viên các cấp sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Since March, many new policies have come into effect. Of which many notable points had to teachers' salaries. The Ministry of Education and Training has issued four circulars stipulating the appointment and the grading of teacher staff in high schools, junior high schools, primary schools, and public preschools. In addition, from March 20th, teachers of all levels will not be required to have certificates of foreign languages and informatics. Còn bây giờ là thời lượng cho thông tin giải trí. Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường điện ảnh lớn nhất nước mở lại rạp từ ngày 1 tháng 3. Trong tháng 3, nhiều phim đáng chú ý của Việt Nam và thế giới ra rạp Palm Springs, Raya và Rồng Thần Cuối Cùng, Bố Già, Gái Già Lắm Chiều Năm. Entertainment and Cultural News, Ho Chi <laughs> Minh City, the largest film market in the country, reopened cinemas on March the 1st. In March, a variety of remarkable films of Vietnam and the world came to this big screen, including Palm Springs, Raya and the Last Dragon, Bồ già, Gã già lắm chiêu. Á hậu Ngọc Thảo vừa lên đường tham dự cuộc thi Miss Grand International 2020 tại Thái Lan. Cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên đại diện cho quốc gia tham gia các cuộc thi quốc tế trong năm nay. Đêm chung kết Miss Grand International 2020 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 3 tại Bangkok. Sở hữu gương mặt đẹp cùng với kinh nghiệm nhiều năm trong làng mẫu, Ngọc Thảo được kỳ vọng sẽ đoạt thành tích cao trong cuộc thi này. Nob Thao has just left for the miss grant international 2020 contest in thailand she is the first beauty face to represent vietnam to participate in international competitions this year the final night of miss grant international 2020 will take place on march the 27th in bangkok with a beautiful face and many years of experience in the model industry Nob Thao is expected to win high achievements in this contest Raya và Rồng thần cuối cùng là phim hoạt hình Hollywood có 4 người gốc Việt tham gia. Raya và Rồng thần cuối cùng, phim hoạt hình Disney khai thác văn hóa Đông Nam Á, quy tụ nhiều nhân sự gốc Á. Theo nhà phát hành tại Việt Nam thì phim có 3 diễn viên gốc Việt là Kelly Mary Trần, Talia Trần, Patty Harrison và biên kịch gốc Việt Quy Nguyễn. Raya and the Last Dragon is a Hollywood cartoon with 4 Vietnamese born people to join. Raya and the Last Dragon, a Disney cartoon exploring Southeast Asian culture, brings together many Asian-born personnels. According to the publisher in Vietnam, the film has three Vietnamese-born actors, Kelly Mary Tran, Thalia Tran, Patty Harrison, and a Vietnamese-born screenwriter, Huy Nguyen. Sáng ngày một tháng ba, tại thành phố Hồ Chí Minh, các á hậu Kiều Loan. Thúy An, Phương Anh, Diễm Trang v.v. đã ân cần chuyển tận tay người dân thành phố Hồ Chí Minh những túi cà rốt, bắp cải tươi xanh với giá không đồng trong hoạt động giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương mùa Covid nhằm chia sẻ cùng người dân Hải Dương. Và điều đáng quý là nhiều người dân đã đến nhận nông sản, đã chia sẻ với người dân Hải Dương bằng việc quyên góp tiền hỗ trợ cùng với nông dân Hải Dương. On the morning of March the 1 in Ho Chi Minh City, Kiều Loan, Thúy An, Phương Anh, Diễm Trang graciously delivered to the people of Ho Chi Minh City the bags of carrots fresh green cabbage at zero vietnam dong in the activity rescue agricultural produce for the people of hai in the covid period with an aim of supporting hai people most notably many people coming to receive agricultural produce also donated money to the people of hai Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 10 phút của Sun and Moon Academy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm hàng tuần. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Sun and Moon Entertainment cũng như follow trang Facebook Sun and Moon Academy để cập nhật những nội dung mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. That's all we have for today's 10 minute news from Sunny Moon Academy. See you every Thursday and don't forget to hit the subscribe button to our YouTube channel, Sunny Moon Entertainment, and also follow our Facebook page, Sunny Moon Academy, to catch up on the latest news. Thank you for watching and goodbye for now. <coughs> Um. <laughs> ờ Ủa sao? Ờ ok oh, 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 oh. Anh nhớ là người <laughs> ta này cái trời lắm chưa ơi. vì Raya và đồng thần cuối cùng <cười> <cười> Sun and Moon Academy speak to shine